mà với cái khí hậu này, với cái thời tiết này sao mà có thể mặc được như vậy? Người đàn ông mà đi với người phụ nữ lúc nào cũng biết chăm sóc cho họ, biết làm đẹp, biết làm cho người bên cạnh mình cảm thấy thích. Không phải là mình đi với ổng không khen mình đâu. Người ngoài đường, bạn bè ổng, rồi ở trong tiệm ăn, người ta nhìn mình, người ta thích mình là ổng rất vui. Xin nói thật, chỉ cần người ta khen bạn thôi, là người Mỹ đó, họ hãnh diện lắm, họ vui lắm, họ thích lắm. Cho nên là họ sẽ mua đồ họ tặng cho bạn hoài à. Cái đó xin nói thật. Các bạn muốn được một món quà của người Mỹ không phải dễ đâu. Các bạn phải có cái chuyện ấy ấy, họ mới cho bạn. Song phẳng mà. Còn với bạn nhận định được rằng tôi với bạn là bạn, bạn tri kỷ, chúng ta yêu nhau, quý nhau, mến nhau trong tình bạn, chơi sòng phẳng với nhau. Nhưng vì khi bạn đi bên ổng, ổng dẫn bạn đi tất cả các nơi chơi, người ta khen bạn, bạn của bạn xinh quá, đẹp quá hay này nọ là bình thường. Nhưng mà người ta nói, cô ấy mặc đồ đẹp quá, tôi rất thích. Trời ơi, Sissy nói thật với các bạn, ổng vui mừng lắm. Và lúc đó ông bắt đầu ông nói chuyện với người ta. Trời ơi, ông tâng các bạn lên. Cô ấy có một đôi mắt nhìn và biết được cách mặc đồ của cô ấy, dù cô ấy rất nhỏ con. Cái câu đó là CC đã nghe được ông nói với nhiều người luôn á. Thì ai cũng nói rằng là cô ấy trẻ quá. Và cô ấy mặc bộ đồ nhìn cô ấy còn trẻ hơn như vậy nữa. Xin nói thật với các bạn đó, với người Việt Nam mình á, chỉ có một số ít thôi, ít lắm, thiệt là ít luôn, ở bên Mỹ khen vợ bạn, bạn rất là vui, bạn cảm ơn thay cho vợ bạn, thay cho người yêu bạn. Còn đa số những người đàn ông ở bên Mỹ thấy người ta khen vợ mình, người ta nhìn vợ mình là bắt đầu kiếm chuyện. Không kiếm chuyện với người đó nhưng mà kiếm chuyện với vợ mình, mặc cái áo như vậy đó để cho trai nó nhìn. Sissy thấy hoài gì, nghe hoài qua Cali đó. Tôi nói bà đừng có mặc cái áo đó nữa, thích khoe lắm hả? Sissy đứng bên cạnh, Sissy nhìn khó chịu lắm. Đứng xếp hàng chung với Sissy để đi vô ăn, nhiều người bất lịch sự lắm, 70% bất lịch sự, ghen, ghen vô duyên. Những người đàn ông nó ai muốn chửi Sissy chửi đi, nhưng mà các anh sửa đổi đi. Sissy nói thật, người ta khen vợ các anh đẹp là các anh phải mừng, các anh phải nói dạ cảm ơn, nói thay cho vợ mình. Chứ có gì đâu mà phải la lên như vậy. Có ngon nó sực cái người đó đi, chứ sực vợ mình chi. Chuyện này lâu lắm rồi mới kể đó các bạn. Cả nhà thấy sao? Trời nóng quá, cởi cái áo ra. Thế là chàng sẽ cầm giùm cho mình. Rồi chàng nhìn mình một cái cách rất là wow. Bạn thật là xinh đẹp trong đôi mắt tôi. Đó. Câu nói đó là của ông bạn bác sĩ Mỹ của Sissy đó. Sissy hay surprise ổng như vậy lắm. Với người Mỹ các bạn nên như vậy. Cứ việc mặc đồ kín mít vậy đó, đi với ổng, đi ra xe hoặc là đi chơi đâu đó, rồi tới những lúc nào mà các bạn thấy rằng là cần cởi được thì bắt đầu các bạn nhẹ nhàng thôi, cởi ra một cái, ồ, sẽ làm cho ổng hết sức là ngạc nhiên. Đó là cách khiêu gợi lịch sự, tế nhị mà đẹp, mà chắc chắn rằng bạn sẽ được lời khen tặng, không sổ sàng, không khiêu gợi mà cái kiểu như là giống như người Việt Nam mình hay nói cái con nhỏ đó nó khiêu gợi tôi, không có. Bạn biết cách khiêu thì nó sẽ gợi cảm, chỉ có vậy thôi. Đẹp không ạ? Bây giờ các bạn nhìn thấy như vậy các bạn mới biết tại sao Sissy xách cái bóp đỏ đúng không? Vì đây là ba màu của Tommy, mặc vào cái áo len đỏ hồi nãy, xách cái bóp này các bạn thấy không đẹp đúng không? Nhưng mà vì Sissy chắc chắn là phải cởi cái áo đó ra vì nó nóng. Thì với màu trắng, màu xanh và cái bóp màu đỏ, đẹp không ạ? Quá đẹp chứ sao không đẹp.
Giờ các bạn mới hiểu được tại sao Sisi xách cái bóp màu đỏ đúng không? Đôi giày nè, trắng, xanh, đỏ. Bộ đồ nè, áo trắng, quần xanh, bóp đỏ. Rất là đẹp, thật là xinh đẹp. Đúng không ạ? Bộ đồ này là trên cả tuyệt vời đó. Chị em nào muốn mua nhanh nhanh, thật là nhanh để Sisi đi tìm cho nha. Đây, áo này đắt tiền, 20 mấy đô. Còn những loại bình thường khác 10 đô, 10 mấy đô. Đó, đẹp không ạ? Tại sao Sisi không mặc cái áo then top ở trong màu đen mà Sisi phải thay cái áo màu trắng? Là vì như vậy, vì Tommy là như vậy. Bây giờ Sisi thay cái khác nha. Và tiếp theo đây các bạn, đây là kiểu mặc đồ của Sisi đó. Đi với những người bạn Mỹ trắng, Sisi mặc những hiệu như vậy: Tommy, CK, DKNY, hiệu Guess. Mặc những bộ như vậy. Cái áo bên trong thì không cần các bạn phải mặc những cái hiệu đúng như vậy đâu, không cần đâu. Mà cũng chưa chắc gì có hay có, Sisi cũng không biết nữa. Đó. Lý do vì sao mà Sisi mua cái quần này là tại vì cái áo này là cái dạng áo sport. Cho nên Sisi muốn thay đổi cái quần Tommy Hilfiger, nhưng mà Sisi cũng mua của sport. Để chi? Để mặc nó phù hợp với cái áo này. Nếu Sisi mua cái quần Tommy thường giống hồi nãy cũng được, nhưng mà mặc với cái áo này thì Sisi thấy cái quần này nó đẹp hơn. Cái này size small nha. Giờ quần này nó còn hay không thì Sisi cũng không biết. Nhưng mà các bạn nào muốn mua nhớ cho Sisi cái tên đi. Các bạn cứ quên không cho Sisi tên. Các bạn mới đó không có cho tên, Sisi không tìm lại các bạn được. Có nhiều người Sisi nhớ lắm á, nhưng mà toàn là những số phone không, mà không cách nào mà Sisi tìm được các bạn lại. Cho nên cho Sisi cái tên, Sisi lưu vào phone. Đó, như vậy thì các chị em sẽ mua được. Không có tên không được đâu, với cho cái size nha. Cái tên và cái size rất là quan trọng. Đó, chị em nào thích bộ này, rất đẹp luôn đó các bạn. Mặc như vậy thì chúng ta sẽ đeo một cái bóp hiệu Tommy màu xanh đen hoặc là màu đen. Rất đẹp đúng không ạ? Tuyệt vời luôn đó. Trên cả tuyệt vời. Chị em nào mà cùng size với Sisi đó là các bạn mạnh dạn mua đồ lắm. Là tại vì Sisi mặc mà. Còn các chị em size lớn hơn một chút thì có chút suy nghĩ. Nhưng mà Sisi nói rồi, các chị em cái bụng không có bự thiệt là bự, vừa vừa thôi, các chị em vẫn mặc được những cái loại áo như vậy và quần như vậy nha, vẫn mặc được. Nhưng nhớ luôn luôn phải có cái áo cột ngang bụng, hoặc là các chị em phải đeo một cái belt. Còn nếu mà ngại mặc cái áo như vậy thì các chị em mặc áo này. Cái áo này nè, mặc với lại cái quần xanh hồi nãy sẽ đẹp hơn là cái quần này. Là tại vì sao? Cái quần này là cái dạng quần sport, còn cái áo này là cái áo của cái quần thụng. Đó, đẹp không ạ? Che cái bụng các chị em hết trơn, không có sợ gì hết. Rất đẹp luôn. Nếu các chị em mặc quần thụng màu đỏ cũng được, màu xanh cũng được. Các chị em nào mà thiếu tự tin á, mà sợ thấy cái bụng á, thì mua dạng như vậy. Cái này rộng lắm nè, cho nên là các chị em tha hồ mặc. Size small. Mua nhanh nhanh nha, để hết đó các bạn ơi. Noel mà, những cái đẹp như vậy người ta mua hết trơn à. Nhanh lắm, 30% off chứ nhiêu. Nhưng mà những thương hiệu nổi tiếng như vậy các bạn mặc hoài một vài năm, đi ra phi trường cũng thoải mái, bất kỳ nơi nào sang trọng mà đẹp. Đồ từ CC là hàng thật 100% nha các bạn. Chứ các bạn biết ở bên Mỹ mình hàng giả bán đầy ở trên mạng kìa, nhiều lắm, đồ của China rất là nhiều, nhiều lắm luôn. Còn CC là cứ vô đúng ngay trong mò mua.
Nếu các bạn có bụng, hãy mua lấy cái áo lửng như vậy, mua lấy cái quần màu xanh mà hồi nãy CC mặc trước đó, đi với cái áo này nó sẽ phù hợp hơn với cái quần này. Quần này là dạng sport thì để mặc với những cái áo như vậy thôi. CC là không có hạp màu đỏ đâu, nhưng mà tại Noel Tết mà ai cũng phải mặc màu đỏ hết, cho nên cũng phải mặc. Các chị nào mà lớn tuổi nè, lịch sự nè, thì đây là đồ của chị đây. Cái áo này đắt tiền, đắt nhất trong hết tất cả những cái áo Tommy nãy giờ CC mặc. Sang đây là cái áo dành cho các chị. Áo này chỉ có những người Mỹ trắng lớn tuổi, sang trọng, lịch sự họ mới mặc. Chính là cái áo này. Áo này đắt tiền hơn những cái áo kia rất nhiều. Áo này là mới của năm nay. Đây là cái hàng chữ hộp Tommy, nhưng mà nó không có nổi, nó chìm chìm, nó ẩn ở bên trong. Nhiều người không thích xô ra. Chỉ cần các bạn nhìn cái màu này là các bạn biết Tommy rồi. Ở Mỹ, những cái thương hiệu của Mỹ nó hay như vậy đó. Các bạn chỉ cần nhìn cái chỗ kia thoáng một cái thôi là các bạn biết, ô Walmart, ô Target, ô Walgreens. Mỗi một cái nó có một cái biểu tượng rất là hay. Quần áo cũng vậy, chỉ cần nhìn cái màu thôi là các bạn biết hiệu gì rồi. Đó. Giống như CC nói ha, cái áo này dành cho các chị sang trọng, đẹp, lớn tuổi một chút, hãy mua lấy cái áo này vì nó là cái dạng sang. CC mặc cái áo này không phù hợp, nhưng mà CC vẫn phải mua vì CC đi với ông bạn Mỹ của CC. Đây là cái áo ông sẽ yêu thích nhất vì nó đúng với người Mỹ, với cái tầng lớp như vậy các bạn. Mặc với skirt, mặc với quần tây, mặc với quần jean đều đẹp. Khi mà CC đi với ông, CC sẽ mặc cái áo này, đi vào những nhà hàng sang trọng chút, ăn phải mặc cái áo này. Bên trong CC sẽ mặc một cái đầm ôm hoặc là đầm xòe. Sau đó CC sẽ thắt một cái bell ngang đây, thì nhìn CC sẽ khác lạ và đẹp. Nó sẽ ăn gian được cái chiều cao cho CC. Còn với cái áo này mà CC mặc quần tây, CC mặc quần jean, CC mặc quần thụng, không ra giống gì hết, làm xấu cái áo của người ta luôn. Đó. Cho nên đó là lý do các chị em lớn tuổi một chút hãy mua lấy cái áo này, vì nó rất là sang, sang vô cùng, đẹp vô cùng luôn. Cái áo này ở Việt Nam các chị em mặc là đúng luôn đó, không có dày đâu ha, vải thun bình thường. Các chị em làm văn phòng, ngồi máy lạnh đó, hãy mua lấy cái áo này, đúng với cương vị của các chị em ngồi trên chiếc ghế đó. Đây, CC không muốn nói tên ra, mà CC nói như vậy là chắc nhiều chị em ở Việt Nam biết lắm. Hãy mua lấy cái áo này, sang lắm, đúng với cái vị thế, cái ghế bạn đang ngồi là đây. CC nói thật, đẹp lắm. CC mặc thì không được rồi, CC ngầu lắm, bụi đời lắm, chạy lăng tăng mà, lâu lâu mới yểu điệu thục nữ một bữa. Thành ra cái áo này với CC thì ngoại trừ chỉ đi với ổng thôi à. Còn một mình CC mà bụi đời, mà CC đi shopping mà đi kiểu như vậy, mặc cái áo này nó phí. Với lại nó cũng không có đúng, nó không phù hợp các bạn. Cái áo này đó là mặc đi nhà thờ, mặc đi chơi với chồng. Nói chung là bạn trai, những người lịch sự đi vào nhà hàng đẹp ăn. Đó là cái áo như vậy. Chị em nào muốn mua nhanh nha. Trời ơi, mùa Noel mà CC nói mấy cái này nó hết lẹ lắm. Không chừng bây giờ CC làm video cho các bạn nè, rồi cái lát nữa CC đi ra nó lại hết rồi. Tại nhiều người mua lắm mà, chứ đâu phải mình mua đâu. Thì đây. Ủa cái mạc đâu rồi? Ở đây nè.
89 đồng 50 cent. Hiệu Tommy Hilfiger 30% off. Size X small mà CC mặc rộng vậy đó. Đây là đồ của Mỹ trắng mà các bạn, người Mỹ mà. X small mà bự như vậy đó nè, cái vai nó tuột lút xuống dưới đây luôn. Cho nên chị em nào size small mặc được cái áo này, hoặc là size xấu cũng mặc được nữa. Đây. Size X small thì đừng mua. Size small, size xấu. Có thể medium cũng mặc vừa, tại vì rộng quá mà. Đây. Tuyệt đẹp luôn. Sang lắm nha các bạn. Sang, cái áo này phải nói là sang chứ không có nói là đẹp được. Còn cái áo này là bình thường, trung bình, bụi bụi, ngầu ngầu, ngầu đời, giống như CC. Và cái áo này thì quá ngầu. Đúng không ạ? Áo này là không phải hiệu Tommy ha, chỉ có cái quần hiệu Tommy thôi. Và đôi giày nè, đẹp không ạ? Trên cả tuyệt vời đúng không? Đây là cái áo len không thể thiếu được. Vì mùa này mà, mùa len mà. Chỉ có mùa này mới có thể mặc được những cái áo đẹp như vậy thôi. Nè. Cái logo một chút xíu như vậy nằm ở bên hông. Đó. Mùa Noel. Rất đẹp luôn. Rồi, CC thay cái khác nha.